Con cơ BS này là xé bịch nóng hổi luôn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh channel của Tèo Mister. Và hôm nay chúng ta sẽ có Shane KBS. Và hôm nay chúng ta sẽ so sánh với lại Takara Tomy. KBS, đây là Takara Tomy hả các bạn. Và đây chính là hãng Flame. Đó, ui trời, cái con hàng Flame này, nói chung là dạo này hàng Flame á, tôi thấy nó ra mắt mấy con cũng khá là đẹp đó chứ. Nhưng mặc dù con này nó là hàng fake thôi, nhưng mà mấy bạn nhìn cái chi tiết của nó làm nè ha. Thì bây giờ chúng ta sẽ so sánh con này từng cái chi tiết của nó để xem coi nó khác cái con real chỗ nào ha. Ok, thì các bạn, thì đây chính là core. Và đây là phần core của Kirby S. Trời ơi, như mấy ông thấy nè ha. Cái phần ở trên cái mặt sơn của nó thì sơn rất là đẹp. Công nhận đợt này sơn rất là đẹp. Cái phần ở đây nè các bạn, thì nó cũng là cao su luôn nha, nó cũng là rubber luôn. Đó, cái phần này của con Takara Tomy nó cũng là cao su nè. Và hai cái màu này như các bạn thấy, cái màu cao su bên hàng Flame nó hơi sậm lên một xíu. Còn cái con cái màu ở bên Takara Tomy á thì rất là đẹp. Này nó dính cái gì á, xin lỗi bạn ha. Thì giúp cái con này là một cái con hình tròn, và đây là một con baby fan mà cho nên là rất là tròn giúp. Thì con này các bạn muốn mua nó thì các bạn bắt buộc phải mua trong cái bộ mà ta nói là Random Booster á. Muốn kiếm nó cũng khá là khó, nó cũng ngang ngửa với lại con Bahamut ha. Đó, thì nói chung là tôi kiếm được con này cũng nhiều hơn thôi các bạn. Thì giá nó cũng rẻ à. Dạ, thì trên Shopee tôi cũng có bán con này luôn. Nếu bạn nào có hứng thú thì hãy lên và mua thử về chơi ha. Thì bây giờ chúng ta sẽ so sánh về cái mặt sau. Thì đây chính là cái mặt sau của nó. Cái core này nó không có click hả các bạn? Nó giống như Hasbro á. Nó chơi chứ thực ra thì nó sẽ giống con Bahamut. Thì core này là core không click. Thời luôn, cái con này gần như là tôi không biết nó so sánh bằng đường nào khi mà nếu mà nó không có mấy con ốc nè, thì mình không biết mình so sánh làm sao luôn. Với lại nó sẽ có cái mã nha các bạn. Giúp như con này nó sẽ là cái core A1. Đây thì nó sẽ không có cái bất kỳ cái mã nào hết. Và đây chính là cái mặt của nó, rất là đẹp luôn ha. Thì đây chính là phần play, đây là play chain. Thì cái play chain này hai cái màu sắc của nó gần như là y chang luôn các bạn. Đó, nếu mà bạn nào mà kiểu để ý kỹ á, thì giúp nó hơi bị sáng hơn so với cái màu real một xíu, nhưng mà nếu mà nhìn thoáng qua thì hai cái màu nó gần như y chang luôn. Đó, như bạn thấy nè, từ cái màu tím nè với lại cái màu này nè màu xanh nè. Đó, thì gimmick của nó cũng vậy, nó cũng sẽ có những cái dây xích nó kiểu nó nảy ra ấy. Nó cũng là kiểu nó không có lò xo gì đâu. Nhưng mà cái về cái phần dây xích của nó thì nó cũng y vậy ha, y như cái đồ real luôn. Và về cái phần mà bên trong của nó nè, nó không có mấy cái dập nổi cái răng á, cho nên là thì nó sẽ có chữ R đó. Gần như cái play này mà trời má ơi, mấy thằng scam nó khoái lắm nè, thiệt. Cái play này nó không khác gì cái một cái play real cả các bạn, rất là kinh nhé. Cái mà chúng ta có thể so sánh thì chắc có lẽ là ở đây thôi. Đó, nó sẽ có mấy cái đốt tròn nè, là Takara Tomy ha, còn ở đây thì nó sẽ không có. Hop, và đây chính là play chain. Ok, đây là hai cái disc fortress ha. Cái phần disc này khá là dễ nhận biết, như các bạn thấy ở trên hình á, thì khi cái ánh đèn flash nó chiếu vô thì cái này nó hơi bị vàng vàng nè, còn cái này nó sẽ là một cái màu khá là đẹp. Đó. Và đây chính là cái fortress. Thì cái này lúc trước tôi đã có review cho các bạn thử một lần rồi đó, cho nên là tôi sẽ lướt qua cái phần cái fortress này ha. Đây chính là armor 6, wow. Và hai cái armor nó rất là giống nhau luôn các bạn. Như ở đây nó sẽ có khắc cái A2, còn ở bên hàng fake thì sẽ không có gì hết, nó chân lùi luôn nhưng mà nó rất là giống ha. Đây mới là vấn đề chính. Đây là driver yard. Thì bạn nào mà có chơi cho mấy cái phần Beyblade cũ á, thì các bạn sẽ biết cái driver này ha, của con Furnius là tiên phong cho cái driver này. Và đây chính là yard dash. Thì dash của Takara Tomy thì khá là nặng rồi. Ở đây nó sẽ có một cái viên bi, nhưng mà viên bi này bằng nhựa. Đây là hàng Flame. Yep, nó cũng có một cái kiểu là cái biểu tượng của cái driver ở đây luôn này, nhưng mà nó không có in kiểu là như Tomy Việt Nam ở đây ha. Thì chắc chắn là đồ phát mà làm sao mà có được. Thì cái dash này nó cũng nhẹ à bạn. Cái này nó nói dash thì chứ nó như bình thường á, chứ nó không phải dash đâu. Và cái viên bi này á kiểu nó không thay luôn ba. Còn cái viên bi Takara Tomy nè, bạn thấy nè ha, nó sẽ xoay, còn cái viên bi này nó kiểu nó bị cứng ấy. Yeah, nó bị rất là cứng luôn. Nó cũng xoay nhưng mà phải kiểu rất là nặng rồi nó mới xoay các bạn. Yep. Thì đây chính là driver yard. Ok, giờ tôi sẽ wrap con Kirby S này lại nhé. Và đây là sticker của nó. Boom. Rồi, thì đây chính là Kirby S mà khi tôi lên sticker mà nhìn nó cũng không khác gì con Takara Tomy đâu. Nhưng mà nó sẽ đẹp hơn con Hasbro bạn giúp, và nặng hơn nữa thật sự.
Thì Hasbro nói chung là cho mấy gian nít chơi, thành ra là cũng không có quan tâm cho lắm. Thì như chính ta hiện nay vẫn là con Flame này thôi. Thì yeah, theo tôi con Flame này thì gần như nó giống con Kirby hàng chính hãng á, gần như 100% luôn ấy. Thật ra thì bạn nào để ý thật là kỹ luôn á, mình mới thấy được cái chi tiết mà khác của nó ha. Nhưng là cái chi tiết ở trên cái play á, ở đây nó bị cùi nè. Còn ở đây chúng ta sẽ có một cái gờ nhỏ nó nhô lên giống như nó tượng trưng cho cái dây xích ấy. Thành ra là đây nó có một cái gờ của hàng riêng, nó sẽ lồi lên giống như ha. Còn con hàng fake á thì nó sẽ chân lùi luôn, nó sẽ không có gì hết. Còn nếu mà nhìn tổng thể á thì cũng chả biết con này là hàng fake đâu ba. Trời ơi, nhìn nó rất là đẹp luôn á. Thật sự còn tôi không biết những sức mạnh của nó là như thế nào. Nhưng mà thấy trước mắt tôi thấy cái bi này là thấy thua rồi nè. Bi nó không có trơn như là Takaratomi thì nhưng mà cái cục bi nó bằng sắt nữa. Cái này là giót metal chứ tôi không nghĩ nó là giót đá. Vừa metal vừa đá luôn, căng thiệt. Và Kirby X Take ha. Thôi thì bây giờ tôi sẽ test spin cái con này và cho đấu vào một vài bay để xem con Kirby X này nó có thể làm được gì ha. Sorry các bạn, thì hôm nay tôi quay bằng cái iPhone đó cho nên là cái góc quay của nó không có được rộng như mọi khi ha. Thì test spin con Kirby X này thôi. Let's go. Chúng muốn cổ. Hop thì chung quy lại thì nó cũng thuộc dạng là defend nha, yeah, nó cũng là gọi là defend bay. Về cái phần cái cánh của nó cũng bật ra nè các bạn, nó cũng không có bị cứng đâu. Nhưng mà tôi không biết cái loa after death của cái York Fake này nó như thế nào, nhưng mà với bạn nào mà có mua con này chơi ấy, thì thay một cái York khác kiểu các bạn nên thay cái York Real ha. Nói chung là cái đế York Real này nó cũng dễ kiếm à, nó cũng không khó kiếm đâu. Theo tôi thì cái Real của mình nó sẽ ok hơn và nó sẽ cứng cáp hơn, tại vì cái dash của con Real nó sẽ rất là tốt ha. Còn Hasbro thì cứ bỏ đi, đừng nghĩ tới. Thì bây giờ tôi sẽ đấu với lại một số bay khác để xem coi con Kirby X này nó có thể làm được gì, hay là nó defend có tốt với lại những cái đòn đánh của Longinus hay không ha. Let's go. Dangerous Belio. 3, 2, 1, go. Whoa. Con Belio này của tôi nó chạy hơi ẩu ha, tại vì tôi gắn cái V-gear đó bạn. Cái đòn smart của con Belio gần như là nó không có đánh được cái con Kirby S này rồi. Kirby S thủ ra khá là tốt, căng thiệt. Và nó không có click á, thành ra là nó rất là dễ bị trượt ha, cũng như là gần burst rồi. Nhảy thứ hai, 3, 2, 1, go. Ok. Cái đòn smart nó đau á, thật sự nhìn là thấy đau giùm mình. Nhưng mà Kirby X phòng thủ rất là tốt các bạn, cho nên là gần như là Belio không có thể nào mà làm được gì Kirby X cả. Và không burst nha, không burst, cũng gần thôi, nửa cây thôi. Cypher Excalibur, let's go. Excalibur thì tấn công khá là đau mà nó quay theo chiều bên phải á, thành ra để tôi xem coi con Kirby X này nó có thể thủ được không. Nó không thể thủ được mà nó chạy thẳng ra ngoài luôn, và Excalibur là người chiến thắng. Những tiếp theo, 3, 2, 1, go. Excalibur đánh rất là thốn nha, thề luôn. Kiểu con này nó là một con bay mà mạnh nhất đó, thành ra là cũng khá là thốn. Để xem con Kirby X có thủ được những cái đòn đánh của nó burst rồi, tôi chắc chắn là nó burst rồi nè. Nó burst theo kiểu rất là nhẹ nhàng tình cảm, và Excalibur là người chiến thắng. Yep. Chùm cuối, Longinus. Quán cổ shit. Boss shit. Ôi. Má ơi, cái đòn tấn công nó đau kinh khủng luôn ý. Nhưng mà con này nó thủ vẫn gọi là tốt các bạn nha. Nó thủ vẫn gọi là thủ tốt. Nhưng mà không biết con Kirby X này có thể spin steal được hay không. Và tôi nghĩ dáng này khá là chắc là Longinus là thắng. Tôi chưa kịp nói hết câu nữa là Longinus đã thắng rồi. Ủa mấy ông có thấy cái gì nó xảy ra trên cuộc đời này không vậy? Tôi nghe một cái đùng một cái là chỉ còn đúng một mình Longinus ở trong sàn thôi. What? Cái hồi nãy nó quá nhanh cho nên là tôi sẽ đấu lại ha. Tôi muốn hết cổ. Những cái đòn upper attack của Longinus công nhận thật sự là rất là đau luôn các bạn. Nó ủi, gần như là nó ủi con Kirby X chạy vòng luôn. Kirby X gần như không thể nào làm được gì Longinus cả. Đấy, chỉ cần sáp vô là bị gõ rồi. Căng thật sự. Ok. Và Longinus lại là người chiến thắng. Rồi, và đây chính là bài review và so sánh giữa Kirby X hàng Flame và hàng chính hãng ha.
Thì nói chung con hàng này nó đánh thì cũng được. Nếu mà bạn nào mà chịu khó mà build cái driver yacht hàng chính hãng á, thì nghĩ con này chắc cũng khá là ok đó chứ. Tại vì cái này vốn của nó dash, nhưng mà nó chỉ giả dash thôi các bạn. Cho nên là với bạn nào mà có khả năng ấy, thì cứ làm cái yacht hàng chính hãng đi, chơi cho nó đỡ hơn. Thì con này nói chung là thủ cũng mạnh, đánh cũng căng á, nghe cũng thắng được mấy con như Burial rồi. Nhưng mà có nhiều con thì khá là khó để cho nó ăn ha. Và thật sự thì tôi khá là đánh giá cao về con này, chỉ với 50.000 thôi mà nó cũng ok đó. Tại vì cái con này á, thật sự thì vốn của nó cũng khá là mắc đó các bạn. Cho nên là với bạn nào mà điều kiện kinh tế ít á, thì mình có thể chơi con này. Và bởi vì nó là random booster mà cho nên nó cũng rất là khó kiếm ha. Rồi, và cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi cái video này. Nếu thích cho tôi một like, subscribe dưới nha. Và quên bấm vô cái chuông để nhận những cái video mới nhất của tôi ha. Và peace.